Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 10 năm 2021. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 10, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 91 năm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy Đảng 18 tháng 10 năm 1930, 18 tháng 10 năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đợt thi đua đã được tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ công chức người lao động về ý nghĩa và nội dung phong trào để toàn thể đơn vị hưởng ứng. Mỗi cán bộ công chức người lao động văn phòng tỉnh ủy đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu tổ chức các sự kiện chính trị thời sự lớn của đất nước, của tỉnh, phục vụ tốt các cuộc họp, các hội nghị của tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, quản lý tài chính, tài sản của Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác tốt chức năng mạng thông tin diện rộng của Đảng. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy văn phòng tỉnh ủy theo vị trí việc làm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ công chức người lao động văn phòng tỉnh ủy nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy Đảng. Đồng chí ghi nhận những kết quả trong đợt thi đua văn phòng tỉnh ủy đã đạt được, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh ủy trong 9 tháng qua. Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ còn nặng nề, đề nghị cán bộ công chức văn phòng tỉnh ủy luôn phấn đấu làm tốt theo tinh thần trung thành, trí tuệ, thông suốt, chủ động, chặt chẽ, thẳng thắn, nghiêm ngặt, ngay ngắn, nhanh nhẹn để tham mưu, giúp việc, tổng hợp, phục vụ cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo toàn tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tin tưởng văn phòng tỉnh ủy sẽ luôn đoàn kết, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy cho đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy cho 4 cá nhân. Văn phòng Tỉnh ủy trao giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Cùng ngày, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 2011, 20 tháng 10 năm 2021. Chiều ngày 17 tháng 10, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác phòng chống dịch COVID-19 theo hình thức sân khấu hóa. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Buổi sinh hoạt chuyên đề theo hình thức sân khấu hóa có 4 đội tham gia với trên 30 cán bộ đảng viên thuộc 4 chi bộ tổng hợp, chi bộ cơ yếu tài chính, chi bộ quản trị, chi bộ hành chính lưu trữ. Các đội trải qua 3 phần thi, gồm phần thứ nhất là màn chào hỏi, phần thi thứ hai là kiến thức với 2 nội dung, trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm và hùng biện về trách nhiệm của đơn vị trong việc phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Phần thi thứ ba là năng khiếu, có thể lựa chọn các hình thức nghệ thuật như kịch, tiểu phẩm, hội họa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, ca múa. Các đội đã thể hiện các bài hùng biện, tiểu phẩm, lời ca tiếng hát như tiểu phẩm chống dịch như chống giặc, tuyển dụng thời Covid, thông điệp mùa Covid để phản ánh nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Những khó khăn gian khổ, sự hy sinh thầm lặng, đóng góp to lớn của lực lượng tuyến đầu chống dịch, sẻ chia đoàn kết, quyết tâm đồng lòng và niềm tin của cả dân tộc chiến thắng đại dịch COVID-19. Nêu bật nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng đã chủ động linh hoạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, giữ vững tỉnh xanh duy nhất toàn quốc không có ca mắc COVID-19. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba. Giải nhất đã thuộc về đội chi bộ cơ yếu tài chính.
Thông qua buổi sinh hoạt đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động của Văn phòng Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện mục tiêu kép trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, đây cũng là cơ hội giao lưu, tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Chiều ngày 17 tháng 10, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn do đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Cạn-Cao Bằng. Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, các dự án giao thông trọng điểm đang triển khai thực hiện tại hai địa phương. Trong đó nhấn mạnh, tuyến đường cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, đoạn tuyến từ thành phố Bắc Cạn đến thành phố Cao Bằng chưa được đầu tư nên chưa phát huy hiệu quả của tuyến từ Hà Nội đến thành phố Bắc Cạn. Dự án tuyến cao tốc Bắc Cạn-Cao Bằng được đề xuất đầu tư xây dựng sẽ phát huy tối đa nguồn lực đã đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc, đảm bảo đồng bộ, tránh gián đoạn, thúc đẩy sự liên kết vùng, phát triển kinh tế xã hội các tỉnh có tuyến đường đi qua và khu vực miền núi phía Bắc, đồng thời góp phần bảo vệ vùng chiến lược trọng yếu về an ninh quốc phòng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Cao Bằng-Bắc Cạn đã thảo luận, thống nhất xây dựng tờ trình kiến nghị Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ ủng hộ chủ trương đầu tư và bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc từ thành phố Bắc Cạn đến thành phố Cao Bằng trong giai đoạn 2021-2025. Dự kiến về quy mô tuyến cao tốc thuộc dự án nhóm A, đường có 4 làn xe, chiều rộng nền đường 24m, chiều rộng mặt đường 22m. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 14.100 tỷ đồng từ vốn vay ODA. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2027. Về sơ bộ phương án tuyến điểm đầu từ km 0+000 nối với điểm cuối của tuyến cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn. Điểm cuối dự kiến km 90+000 tại ngã ba dốc Công an tỉnh Cao Bằng. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 90 km, trong đó đoạn thuộc địa phận tỉnh Bắc Cạn khoảng 60,5 km, Cao Bằng khoảng 29,5 km. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh về tầm quan trọng của dự án tuyến cao tốc Bắc Cạn Cao Bằng. Nếu được triển khai xây dựng, sẽ thúc đẩy liên kết vùng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung giữa hai địa phương. Đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân hai tỉnh phối hợp nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện, bổ sung tờ trình gửi Quốc hội, Chính phủ về ủng hộ chủ trương đầu tư và bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Bắc Cạn Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. Trong đó, lưu ý chỉnh sửa, bổ sung nội dung về tính cấp thiết của dự án và các nguồn vốn dự kiến thực hiện, đồng thời xây dựng biên bản ghi nhớ về buổi làm việc lần này giữa hai tỉnh. Mong muốn hai tỉnh Cao Bằng Bắc Cạn tiếp tục trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ để triển khai các bước tiếp theo liên quan đến dự án. Sở Y tế tỉnh Cao Bằng vừa ra thông báo số 4858TB-SIT ngày 17 tháng 10 năm 2021 về cấp độ dịch của tỉnh Cao Bằng. Theo nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ và quyết định số 4800/QĐ-BIT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo đó, căn cứ nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, quyết định số 4800/QĐ-BIT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ và công văn số 2803 ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sở Y tế Cao Bằng thông báo cấp độ dịch của tỉnh Cao Bằng theo nghị quyết số 128/NQ-CP như sau. Cấp xã, 161 xã phường thị trấn cấp độ 1. Cấp huyện, 9 huyện và 1 thành phố cấp độ 1. Tỉnh Cao Bằng cấp độ 1. Hết nội dung thông báo. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, công tác cách ly, truy vết tiếp tục được thực hiện nghiêm.
Đến nay, toàn tỉnh có 220 công dân trở về từ vùng có dịch trong nước đang thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19. Hiện có 176 công dân cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, 53 công dân cách ly tại cơ sở y tế, trong đó từ ngày 6 tháng 10 năm 2021 đến ngày 14 tháng 10 năm 2021. Tỉnh đã tiếp nhận 148 công dân Cao Bằng trở về từ các tỉnh phía Nam, chủ yếu là từ Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh qua trạm kiểm soát phòng chống dịch tại quốc lộ 3, quốc lộ 34, quốc lộ 4A và đường tỉnh lộ 212, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình. Hiện nay số công dân này đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung ở huyện Quảng Hòa, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Trung Khánh, trong đó có 29 người di chuyển về bằng xe ô tô, 119 người đi xe máy, có 23 công dân là F0 đã điều trị khỏi. Đối với công tác tiếp nhận, cách ly, quản lý công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua biên giới tỉnh Cao Bằng, từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến ngày 13 tháng 10, toàn tỉnh đã tiếp nhận 26.143 công dân để thực hiện cách ly tập trung. Hiện nay có 337 người đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Đến ngày 17 tháng 10, Việt Nam đã tiếp nhận 92,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19, có 60,2% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine. 92,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được phân bổ theo địa bàn trọng điểm là những nơi đang có dịch bùng phát mạnh, nguy cơ bùng phát cao, nhiều khu công nghiệp, giao thông huyết mạch, thực hiện tiêm cho các đối tượng nguy cơ cao, mở rộng chỉ định tiêm cho một số đối tượng như phụ nữ mang thai trên 13 tuần, trẻ em, mở rộng mạng lưới tiêm chủng bao gồm cố định và lưu động. Đến ngày 16 tháng 10 năm 2021, cả nước đã tiêm được hơn 61 triệu liều, có 60,2% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine và 24,7% đã tiêm đủ liều vaccine. Kết quả tiêm chủng đóng vai trò quan trọng, quyết định để thực hiện tiến trình phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn với dịch bệnh. Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trong nước, ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được đánh giá là ổ dịch phức tạp do liên quan đến nhiều người, nhiều cụm dân cư, nhà máy, xí nghiệp, nhiều địa phương. Tính đến 19 giờ ngày 16 tháng 10, ổ dịch đã ghi nhận 32 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong cộng đồng tại địa phương này lên 49 ca. Hiện tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương xử lý triệt để, tránh lây lan diện rộng. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, qua test nhanh 477 mẫu tại trường Trung học cơ sở Trung Hóa, thành phố Việt Trì. Có 45 mẫu cho kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã tiến hành phong tỏa các khu vực phát hiện ca mắc COVID-19 để khoanh vùng, kiểm soát y tế, truy vết, lấy mẫu sàng lọc các trường hợp có liên quan để có các biện pháp xử lý phù hợp. Tạm dừng đến trường học đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Trụ Hóa. Sau đây xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tin tức trong tỉnh. Sáng ngày 17 tháng 10, Đại hội Hội Kiến trúc sư tỉnh Cao Bằng lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số ban sở ngành tỉnh, đại diện Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Kiến trúc sư tỉnh Cao Bằng đã có nhiều hoạt động nổi bật trong các lĩnh vực sáng tác, thiết kế, quy hoạch kiến trúc, tư vấn và phản biện xã hội, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tư vấn và phản biện 8 hồ sơ nhiệm vụ thiết kế quy hoạch, 25 hồ sơ thiết kế quy hoạch tổng thể, chi tiết các loại, 10 dự án công trình kiến trúc do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, các huyện và ngành tổ chức. Tham gia hội đồng thi tuyển chọn phương án kiến trúc công trình trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng năm 2017, công trình bảo tàng tỉnh Cao Bằng năm 2019, quốc môn cửa khẩu Lý Vạn năm 2020. Với chủ đề đoàn kết sáng tạo, hợp tác để phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Kiến trúc sư tỉnh Cao Bằng tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc xây dựng, phát triển hội thành tổ chức mạnh sâu về nghề nghiệp, nhằm góp phần đưa nền kiến trúc Cao Bằng thật sự có bản sắc riêng, phát triển nhanh, đúng hướng, bắt nhịp với xu hướng phát triển của nền kiến trúc khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho nền đô thị hóa và hội nhập quốc tế của tỉnh nhà. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư tỉnh Cao Bằng khóa 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hạ Lang vừa tổ chức hội nghị lần thứ 6, khóa 16 mở rộng, đánh giá công tác đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.
9 tháng đầu năm, huyện ủy đã chỉ đạo các cấp các ngành cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, chỉ đạo tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, sản xuất nông lâm nghiệp được chú trọng. Kết quả vụ đông xuân, cây lúa gieo trồng được 335 trên 345 ha, đạt 97,1% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 được 19,542 tỷ đồng, đạt 98,7% dự toán tỉnh giao. Di rời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở được 155 trên 416 chuồng, đạt 37,2%. Tiếp nhận 2.511 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua địa bàn, tiếp nhận 313 công dân trở về từ các địa phương có dịch, thực hiện cách ly tập trung đối với 2.824 công dân tại các khu cách ly của huyện, triển khai tiêm vaccine COVID-19 được 11.439 liều, lấy mẫu test nhanh COVID-19 được 6.398 mẫu, thực hiện xóa nhà rột nát trên địa bàn huyện, qua rà soát có 671 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách theo đề án của tỉnh. Đến nay đã hoàn thành 14 nhà ở lắp ghép, xây mới được 10 nhà, sửa chữa 12 nhà, đang làm 227 nhà. 9 tháng đầu năm, toàn đảng bộ kết nạp 77 đảng viên mới, đạt 68,1% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 2.937 đồng chí. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra giám sát được 62 tổ chức đảng và 4 đảng viên về việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua kiểm tra giám sát, cấp ủy chi bộ xem xét thi hành kỷ luật 5 đảng viên. Cử tri trong toàn huyện đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tỷ lệ 99,91%. 3 tháng cuối năm, huyện ủy Hạ Lang tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết tại các khu dân cư đảm bảo an toàn, chỉ đạo hướng dẫn các ngành tổng kết, đánh giá, phân loại xã thị trấn, cơ quan đơn vị, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền 151.700.000 đồng. Ngày 15 tháng 10, Hội đồng Nhân dân huyện Hạ Lang tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân huyện trình Hội đồng Nhân dân huyện xem xét tờ trình đề nghị phê chuẩn nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025, nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và đại biểu tham dự đã đóng góp các ý kiến có chất lượng và đề xuất giải pháp đối với các tờ trình tại kỳ họp và biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hạ Lang nhấn mạnh, các nghị quyết được phê duyệt đầu tư tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện thời gian tới. Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện đảm bảo nguồn vốn để các dự án được triển khai đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Yêu cầu các ban Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác giám sát việc thực hiện các nghị quyết tại kỳ họp này. Bên cạnh đó, tập trung chuẩn bị tốt cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp cuối năm 2021 sắp tới. Tiếp tục chương trình kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2021, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 10, ba đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Hòa đã làm việc với các xã Đại Sơn, Cách Linh, Hồng Quang, Độc Lập, Quảng Hưng, thị trấn Tà Lùng và Hòa Thuận. 9 tháng đầu năm, sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn các xã đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tổng sản lượng lương thực, tổng đàn gia súc gia cầm duy trì ổn định, đạt từ 90 đến 135% kế hoạch giao. Các ổ dịch đều được khoanh vùng kiểm soát tốt, không lây lan. Thu ngân sách trên địa bàn đạt từ 50% đến 101% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, hành chính tư pháp, quốc phòng an ninh được quan tâm thực hiện tốt, công tác an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Hiện nay, các xã đang tích cực thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã làm tốt việc di rời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, xây dựng đường giao thông nông thôn theo kế hoạch và nguồn vốn phân bổ. Đến nay, các xã đạt từ 11 đến 18 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các xã thị trấn vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong giải quyết hồ sơ về đất đai. Công tác thu ngân sách một số xã còn đạt thấp, hạ tầng giao thông nông thôn, nhà văn hóa chưa được đầu tư kịp thời do thiếu nguồn kinh phí, tỷ lệ hộ nghèo tại một số địa phương còn cao, thu nhập người dân còn đạt thấp, các sản phẩm nông sản chưa có đầu ra ổn định.
Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả mà các xã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền các xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu trong 3 tháng cuối năm 2021, đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn, thực hiện tốt việc quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, quan tâm chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế, giúp người dân tăng thu nhập, tiếp tục thực hiện các tiêu chí còn lại để từng bước đưa xã về đích nông thôn mới. Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Hà Quảng giám sát việc triển khai thực hiện một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện từ năm 2018 đến năm 2020. Đoàn giám sát trực tiếp tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện, Ủy ban Nhân dân các xã Quý Quân, Thanh Long, Ngọc Động và xã Thượng Thôn. Giai đoạn năm 2018-2020, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện được giao quản lý, thực hiện 434 công trình khởi công mới và các công trình trả nợ chuyển tiếp với tổng số vốn giao trên 557 tỷ đồng. Công tác giải ngân năm 2018 đạt 81,19% kế hoạch, năm 2020 đạt 94,50% kế hoạch. Qua kiểm tra cho thấy, các bước chuẩn bị cho đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chú trọng và thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định, tiến độ thi công các công trình được đảm bảo. Công tác quản lý kiểm tra giám sát được tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một số dự án chưa đảm bảo chất lượng, công tác quản lý khai thác sử dụng công trình sau đầu tư còn nhiều mặt hạn chế. Việc duy tu bảo dưỡng của một số công trình chưa được quan tâm nên một số công trình xuống cấp nhanh. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công triển khai các công trình đảm bảo tiến độ, quản lý sử dụng vốn đầu tư, xây dựng hiệu quả. Cấp ủy chính quyền các xã thị trấn làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh công tác giám sát cộng đồng, thực hiện việc giải ngân, thanh toán vốn đầu tư theo đúng danh mục, quan tâm việc duy tu, bảo dưỡng các công trình thường xuyên để việc khai thác sử dụng các công trình phát huy hiệu quả. Ngày 16 tháng 10, huyện Bảo Lạc đã tổ chức gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư và phát động ủng hộ quỹ chung tay vì người nghèo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2021-2022. Huyện Bảo Lạc hiện có 48 doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó có 23 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ trên 43 tỷ đồng. Doanh thu bình quân 1,1 tỷ đồng trên một hợp tác xã một năm. Thu nhập người lao động thường xuyên 30 triệu đồng một người một năm. Đa số các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, khai thác vật liệu xây dựng. Thời gian qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã nỗ lực vượt qua khó khăn để sản xuất, phát triển kinh doanh, tạo công ăn việc làm, đóng góp cho ngân sách huyện. Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư đề nghị nhà nước có cơ chế chính sách hỗ trợ vốn đầu tư vào các lĩnh vực nông lâm nghiệp, du lịch. Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân trồng những cây có giá trị kinh tế cao, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ đầu tư bảo quản và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn, quản lý giá cả vật liệu xây dựng và có cơ chế đặc thù để tận dụng vật liệu xây dựng ở địa phương. Phê duyệt hồ sơ, thẩm định nhanh cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thi công. Cũng trong buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Bảo Lạc đã phát động ủng hộ quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2021. Hiện nay, huyện còn trên 3.900 hộ nghèo, hơn 1.300 hộ cận nghèo. Trong đó có 732 hộ nghèo, hộ chính sách còn khó khăn cần được hỗ trợ về nhà ở. Có hộ chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng nguy cơ sụp đổ. Qua giả soát, số lượng nhà lắp ghép là 59 nhà, làm mới có đối ứng là 455 nhà. Sửa chữa 218 nhà, tổng kinh phí cần hỗ trợ là 27 tỷ 995 triệu đồng. Sau khi phát động, hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang. Và các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà hảo tâm đã ủng hộ quỹ, kết quả thu được trên 526 triệu đồng. Nhân dịp này, có 5 doanh nghiệp, hợp tác xã được tôn vinh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của huyện Bảo Lạc. Sáng ngày 17 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Bằng tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ cho 20 hộ nghèo, người có công thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Hiện thành phố còn 239 hộ nghèo, 194 hộ cận nghèo và 1.341 đối tượng bảo trợ xã hội cần được hỗ trợ. Trong đó, 45 hộ cần được hỗ trợ về xây mới và sửa chữa nhà ở. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, cấp ủy chính quyền thành phố đã huy động sự hỗ trợ của các ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn. Đến ngày 15 tháng 10 năm 2021, thành phố đã xây dựng sửa chữa xong 8 nhà, đang thi công 7 nhà và chuẩn bị tiến hành thi công 9 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn.
Tại buổi lễ, các đơn vị đã trao tặng hỗ trợ cho 20 gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn, tổng số tiền 680 triệu đồng, cùng 40.000 viên gạch, 20 mét khối cát. Trong đó, 4 nhà xây mới được công ty bất động sản Mỹ TNA hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà. Công ty cổ phần Gang Thép Cao Bằng hỗ trợ 150 triệu đồng để sửa chữa nhà ở cho 5 hộ nghèo, mỗi nhà 30 triệu đồng. 11 hộ gia đình sửa chữa nhà ở được các công ty doanh nghiệp, đơn vị chuyên môn của thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng trên một nhà. Ngày 15 tháng 10, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Hòa tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động tín dụng quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác quý 4. Trong quý 3 năm 2021, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã bám sát các nghị quyết của cấp trên và chương trình công tác đề ra. Tổng nguồn vốn đạt trên 430 tỷ đồng, tăng 1,6 tỷ đồng so với quý 2 và tăng hơn 12,3 tỷ đồng so với năm 2020. Doanh số cho vay quý 3 đạt trên 23,3 tỷ đồng với 421 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ quý 3 đạt trên 21,3 tỷ đồng bằng 91,3% kế hoạch. Lũy kế thu nợ từ đầu năm đạt trên 93,5 tỷ đồng. Quý 4 năm 2021, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 40 CTTU ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các chính sách tín dụng, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường rà soát nhu cầu vay vốn của khách hàng. Vừa qua, đại diện Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cao Bằng đã đến thăm và trao tặng máy tính bảng cho em Triệu Thị Thơm, học sinh lớp 7B, trường phổ thông cơ sở xã Đức Hạnh. Em Triệu Thị Thơm sống ở xóm Cốc Lì, xã Đức Hạnh, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, mẹ mất sớm, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng em luôn chăm ngoan, phấn đấu vươn lên trong học tập. Đây là hoạt động trong chương trình Máy tính cho em do Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cao Bằng phát động, trao tặng 5 máy tính bảng cho 5 em học sinh là các lá chưa lành từ chương trình Cặp lá yêu thương được gửi tới các em nhằm tiếp thêm động lực giúp các em vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hạ Lang vừa tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thống Nhất, thị trấn Thạch Nhật. Đại diện Công đoàn Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hạ Lang đã tặng một máy tính cho em Nông Thanh Toàn, học sinh lớp 9B, trường trung học cơ sở xã Thanh Nhật, thị trấn Thanh Nhật. Em Nông Thanh Toàn là mồ côi cả cha lẫn mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là chương trình Sóng và Máy tính cho em do Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam phát động, đoàn viên công đoàn, người lao động, mỗi người đóng góp ủng hộ tối thiểu một ngày lương để trao tặng 500 bộ máy tính, trị giá 5 triệu đồng một bộ, tặng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Hòa An phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức trao mỗi hộ 10 triệu đồng hỗ trợ cho 5 hộ gia đình xóm Lũng Phẩy, xã Hồng Việt để chăn nuôi, phát triển kinh tế. Đây đều là những hộ đã có kinh nghiệm chăn nuôi trâu bò tại xóm Lũng Phẩy. Nguồn kinh phí này do đoàn viên công đoàn trong toàn huyện đóng góp. Mô hình nuôi trâu bò vỗ béo trên địa bàn huyện mới triển khai vài năm trở lại đây, nhưng bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế. Huyện Hòa An đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động bà con phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò vỗ béo, đồng thời tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của các ngân hàng để vay vốn. Bên cạnh đó, tuyên truyền khuyến khích người dân tận dụng các vùng đất trống trồng các loại cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn cho gia súc. Với sự quan tâm của các cấp ngành chức năng, sự hưởng ứng tích cực của người dân, thời gian tới, mô hình vỗ béo trâu bò trên địa bàn huyện tiếp tục được nhân rộng, qua đó góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển mạnh, bền vững, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra tổ chức hội nghị giao ban công tác điều tra quý 3 năm 2021. Quý 3 năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững, ổn định. Các loại tội phạm được kiềm chế. Lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khám phá 94 vụ phạm pháp hình sự, đạt 91,26%. Án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 10%. Nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 49 vụ chiếm 47,57%. 14 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng các hình thức như lô đề, đánh phỏm. Phát hiện và bắt giữ 112 vụ trên 158 đối tượng. Khởi tố 109 vụ, 159 bị can về các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Kết quả điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng bảo đảm chất lượng, tiến độ.
tạo dấu ấn tích cực đấu tranh hiệu quả với tội phạm đánh bạc, tín dụng đen, tội phạm về ma túy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm nguy hiểm, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm ma túy, tăng cường công tác quản lý cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.